Công ty tư vấn an ninh mạng with Secure của Phần Lan cho hay việc người ta dễ dàng sử dụng chat GPT và các mô hình ngôn ngữ lớn tương tự có thể tạo nên những nội dung độc hại kể cả dưới hình thức thư điện tử, một cách đơn giản hơn rất nhiều so với trước đây. Các thử nghiệm của công ty with Secure tập trung vào việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để tạo nên các nội dung độc hại như các dòng tweet khiêu khích trên Twitter, tin giả, các vụ tấn công lừa lấy thông tin cá nhân và các thẩm định xã hội giả mạo một ví dụ là các nhà nghiên cứu của usseq đã thử nghiệm việc tạo nên một loạt các dòng đăng và bình luận giả mạo bằng các ứng dụng ai nhằm khuyến khích một trò thử thách trên youtube Chúng tôi đã yêu cầu ứng dụng GPT-3 tạo ra các nội dung kêu gọi người tham gia trò chơi thử thách Pod, tức là ăn viên bột giặt Typepot, rồi chúng tôi lại yêu cầu ứng dụng này tạo ra các trả lời bình luận giả là những người dùng tham gia thử thách này đã ăn viên bột giặt, kể lại trải nghiệm của mình. Rồi chúng tôi lại yêu cầu ứng dụng cảm ơn các bình luận ấy và đề nghị họ kêu gọi bạn bè tham gia thử thách tức là chỉ có làm vậy cũng có thể khiến cho các trẻ em không thể nhận ra được là toàn bộ chuỗi trò chuyện trên mạng ấy là giả mạo từ đầu đến cuối đúng không Đúng thế, bởi vì khi bạn nhìn thấy một bài đăng nhận được rất nhiều tương tác, những tương tác tích cực thì bạn sẽ dễ nghĩ là thông tin này trong bài đăng là thật. Vậy mà chúng ta lại có thể dùng các ứng dụng AI để tạo nên chuỗi những nội dung ấy. Cả những bài đăng gốc lẫn trả lời, bình luận, mặc dù là chẳng có một người thực sự nào tham gia cả. Vậy nên các chuyên gia của USCQ khuyên rằng tất cả chúng ta hãy luyện kỹ năng kiểm tra thông tin, thẩm định những gì mình đọc trên mạng chúng ta sẽ phải cần đến phần mềm phát hiện phishing tức là các vụ tấn công lừa lấy thông tin cá nhân nhưng chúng ta cũng phải hiểu biết hơn ví dụ như là di chuột bên trên các đường link để xem địa chỉ của nó có phải là địa chỉ tin cậy hay không bạn phải xem địa chỉ email có đúng là từ người mà bạn đã chờ gửi thư hay không hỏi lại họ xem có đúng là họ đã gửi cho bạn qua email hay không với mạng xã hội cũng vậy nếu thấy một bài đăng có vẻ là sự thật thì cũng phải kiểm chứng lại các thông tin nhiều người thích chia sẻ các bài đăng vì thấy hợp với quan điểm của mình nhưng không hề kiểm chứng thông tin ấy